Kính mời quý vị lắng nghe tiếp phần chánh văn. Dường cấm mơ khó nói, nói còn em thiện tinh thờ ơ nổi rụt rè. Tiếng đồng bơn tượng nghe vặn vặn, sức hèn như châu trong ngàn xe. Ngàn xe muốn nghiêng châu còn bay, nước tung tìm phương trong kẻ tài. Rốt cuộc tương lai do quyết định, phương trời xa thầm năm quyền quay. Quyền quay thế hệ cực ta mang, luân chuyển nhân sanh lắm cuộc nàng. Ai hỡi dân lành, ta sẽ đợi đạo người sửa tròn dứt ngơ lầm than. Chú thích: thiện tính nói cho đủ là thiện nam tính nữ, chỉ những vị tu tại gia một lòng gìn đạo và lần bước lên đường giải thoát. Nhà Phật còn gọi là Ưu Bà Tắc thiện nam, Ưu Bà Di tính nữ. Đức Thầy có câu: thấy thiện tính chan hòa giọt lụy, hay tính nữ thiện nam dình mối đạo. Thờ ơ là lãnh đạm, lạc lẽo, không quan tâm đến. Đức Thầy có câu: trưng chuyên tạo hóa thờ ơ. Rụt rè là nhút nhát, luôn sợ sệt. Dẳng dẳng là xa xa, tiếng dội của bức tường nghe nho nhỏ như sâu lắng. Nguyên câu này Đức Thầy dùng lối tượng thanh đọc lên, ta thấy hình ảnh sống động như có thật trước mắt của chư độc giả. Giáo chủ dùng văn dụng điển do câu ca dao của nước ta: nực cười châu chấu chống xe, tưởng rằng cháu ngã ai dè xe nghiêng. Phát xuất từ đời Tống Thần Tông bên Trung Quốc và vua nhà Hậu Lý nước ta, do điển Lý Thường Kiệt làm chức thái quý kim đại nguyên soái hơn một lần bắt phạt quân Tống đời vua Càn Đức. Theo chính sử, quân ta so lực lượng quân địch chỉ bằng 10%, thế mà thái quý Lý nguyên soái nghe tin vua tôi nhà Tống định mở cuộc nam chinh, ông lại quyết định đánh phủ đầu dằn mặt, chiếm được 3 thành trì của giặc: Khâm Châu, Liêm Châu và Ung Châu, làm chúng phải chậm bước tiến suốt 1 năm sau mới mở cuộc tiến công nước ta được.
Nhưng với tài thao lược và cách dùng binh thần tốc của thái quý nhà họ Lý, ông cho đắp sông Như Nguyệt suốt dặm dài biên giới từ trung ra bắc, chặn được bước tấn công của quân thù, làm dễ dàng nồi giống và rạng rỡ sử xanh vàng son trong một thuở. Ở đây dụng ý Đức Quỳnh giáo chủ dẫn chuyện xưa để làm nổi bật chuyện ngày nay. Tuy quân Pháp hùng mạnh chiếm khắp Nam Kỳ lục tỉnh Việt Nam, nhưng với sức kháng cự mãnh liệt của quân dân ta nhất định sẽ thắng. Mà thực tế đã an bài vào cuộc đệ nhị thế chiến vào năm 1945 Ất Dậu, Đức Thầy tiên tri: Nhật không ăn hết con gà, ngàn xe muốn nghiến cháu còn bay, nước Túng tìm phương chống kẻ tài. Nước Tào là nước hùng mạnh nhất trên thế giới xưa, dùng danh xưng là thiên triều, triều đình trên trời. Chúng thường hay lấn chiếm các nước nhỏ như nước Việt ta chẳng hạn. Nhưng ông bà ta xưa anh dũng và quyết chống xâm lăng qua các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, đã làm chứng tích điển hình cho thế hệ hậu sinh noi dấu. Dầu cho có ngàn xe muốn nghiến cho tan xác châu chấu, nhưng chúng không cưỡng lại mệnh trời. Châu chấu vẫn còn và bọn thiên triều đã bị đánh phủ đầu, sau đó bị thua và tự động rút quân ra khỏi dòng chiến. Pháp quốc là bọn tay sai cũng như những phe đối lập, đường lối yêu nước, vì dân, vì độc lập, vì tự do hạnh phúc của đồng bào, vì miếng mồi chung đỉnh mà họ lại nhẫn tâm tìm mưu thâm độc tiêu diệt lần mòn kẻ tài trí. Đó là những kẻ thật tâm yêu nước, thật đau đớn thay. Rốt cuộc tương lai do quyết định, phương trời xa thẳm nắm quyền quay, là tất cả sự việc hưng vong thành bại trên đời tuy do con người toan tính mưu mẹo đủ cách để đạt mục đích của lòng tham. Nhưng vì ta sống trong dòng tạo hóa nên phải chịu dưới sự chi phối của định luật thiên nhiên. Định luật này nó sẽ quyết định tương lai và việc làm của chúng ta, và nó sẽ nắm quyền quay tất cả sự việc. Hay nói một cách khác, tạo hóa sẽ sắp đặt an bài định mệnh từng cá thể của con người và vạn vật. Câu nói của Ngài Gia Cát Lượng xưa đến nay còn giá trị: nhân nguyện như thử như thử, thiên lý dĩ nhiên dĩ nhiên. Nhưng chúng ta nên hiểu thêm rằng vạn pháp đều nằm trong lẽ tương đối. Người tu có thể giải nghiệp và chuyển nghiệp được, như câu chuyện ông Khưu Trường Xuân trong truyện Thất Chơn Nhân Quả. Nhưng căn cứ theo đây, ta phải hiểu sát nghĩa theo câu giảng trên. Quyền quay, quyền là quay quyền, quay là quy, có thế lực khiến kẻ khác phải sợ, tức quyền quy và thế lực. Thế hệ là thời đại có những mối quan hệ ràng buộc với nhau. Đức Thầy có câu: kim giấy cổ nhìn xem thế hệ. Luân chuyển, luân là bánh xe, chuyển là xê dịch, quay nghĩa bóng, luân hồi chuyển kiếp. Còn trong dòng sanh tử, nhân sanh, nhân là người, sanh là ra đời, chỉ chung cho mọi người cùng sống chung trên quả địa cầu, không phân biệt màu da, tiếng nói, nghĩa rộng, đời sống con người. Đức Thầy có câu: tạm dắt nhân sanh khỏi ái hà. Lầm than là cơ cực, vất vả. Nghĩa bóng do thiên tai dịch họa
hoặc chiến tranh gây ra khiến cho dân chúng sống cơ cực, vất vả. Đức Thầy có câu: thương đời nói rõ việc lầm than. Lược giải từ câu 13 đến câu 24: vì thời thế mà con người có miệng lại dường căm, càng căm thì thân bớt khổ, vì cái miệng nó kiện cái thân. Thế nên người biết đạo phải cẩn trọng khi thốt lời. Đức Khổng Thánh xưa kia chẳng bảo môn đệ trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần. Cho nên kẻ thức thời đứng trước nghịch cảnh phải thờ ơ rụt rè là phải. Đúng vậy, ngàn xưa lịch sử đã chứng minh trên đàn tranh đấu của toàn dân Việt, nước Nam Việt ở ven bờ Nam Hải, ngàn xưa từng chống lại hòa xâm lấn, bạch đằng giang công nghiệp ai ai bằng, quân Việt ít đánh tan Mông Cổ mạnh. Đó cũng là sức hèn châu chấu chống ngàn xe. Ngàn xe muốn nghiến nhưng châu chấu vẫn còn. Đó là chứng tích điển hình, cũng là lịch sử của dân tộc Việt. Nhưng cái nhục nhã trong khi nước loạn mà có kẻ chủ mưu tiêu diệt kẻ tài, đó là bọn tiểu nhân chỉ biết quyền lợi cá nhân. Nhưng có điều là tất cả việc thành bại là do thiên định. Cõi vô hình chủ động tất cả, toàn bộ thẩm quyền cả muôn loài vạn vật. Thế nhưng tại sao thế hệ của Đức Quỳnh Giáo Chủ phải gánh chịu cả đôi vai, chỉ để một mình Ngài mang nặng? Âu cũng là định mệnh, nói rõ là chí nguyện của Ngài: ta chịu khổ, khổ cho bá tánh. Ngài lăn xả vào đời hết kiếp này, rồi đến kiếp khác, rồi đến kiếp khác nữa. Ngài lúc nào cũng đang mong đợi ai là bạn tri âm cùng Ngài hãy sửa trọn vẹn kiếp sống, sẽ chấm dứt cuộc lầm than.